Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai đội tuyển Jordan và đội tuyển Qatar. Đây là trận đấu chung kết ASEAN Cup và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 10 tháng 2 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá thì đội tuyển Qatar sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp đội tuyển Jordan với mức kèo là 0.5, mức kèo cũng có thể tăng 0.75 và hạ xuống còn 0.25, mức tài xỉu là 2.25, hai trái và 2.5 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này. 5 lần gặp nhau gần nhất của đội tuyển Jordan và đội tuyển Qatar thì đội tuyển Jordan thắng 1, hòa 1 và thua 3 trước đội tuyển Qatar. 5 trận thi đấu gần nhất của đội tuyển Jordan thì Jordan thắng 3, hòa 1 và thua 1. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của đội tuyển Qatar thì đội tuyển Qatar đang bất bại với 4 trận thắng và 1 trận hòa. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào đội tuyển Jordan được chấp 0.5 ở 90 phút chính thức nhé. Vì sao? Mặc dù trận này gặp lại đội tuyển Qatar thì một lần nữa đội tuyển Jordan vẫn bị đánh giá cửa dưới như ngày nào, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì mình thấy là đội tuyển Jordan họ cũng không thua kém gì đội tuyển Qatar đâu. Họ đã lọt đến vòng chung kết này rồi thì chứng tỏ là họ cũng không phải gọi là dạng vừa đâu các bạn. Thứ hai đó thì nếu như kết thúc 90 phút chính thức hai đội có một tỷ số hòa thì chúng ta chọn Jordan được chấp, chúng ta cũng vẫn thắng kèo. Và thứ ba nữa thì trong bóng đá nó cũng chưa nói trước được nhiều điều khi mà 90 phút chưa kết thúc. Không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Cái phong độ của đội tuyển Jordan đang cực kỳ thăng hoa luôn. Và ở lượt trận này Jordan hầu như là họ sẽ có được lực lượng tối ưu nhất. Thì biết đâu trận đấu này Jordan mới là đội giành chiến thắng và nâng cao chức vô địch luôn thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Jordan được chấp 0.5 ở 90 phút chính thức. Mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu là 2 trái 2.25 và 2.5. Thì những lần gặp nhau trước đây của hai đội thì thường mình thấy nó cũng không nhiều bàn thắng. Với lại đây là một trận chung kết tranh ngôi vô địch, cho nên là mình nghĩ là hai đội trước tiên là sẽ thận trọng gia cố hàng thủ rất kỹ nếu như không muốn bị trả giá. Do đó trận cầu này hai đội sẽ dè chân và cũng sẽ không có bàn thắng được ghi ở 90 phút chính thức nhiều quá nhiều đâu. Dự đoán hai đội hòa nhau không đều hoặc là một đều. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo xỉu 2.25 nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0.25 và tài xỉu là một trái. Dự đoán hiệp 1 với một trận chung kết thì có thể là hai đội sẽ thận trọng, đặc biệt là Jordan cửa dưới thì họ sẽ càng thận trọng hơn. Và hàng thủ của Jordan thời gian gần đây đang chơi tốt thì mình nghĩ là hiệp 1 Jordan họ cũng sẽ không thua trước Qatar đâu. Do đó hiệp 1 hai đội cầm chân nhau với số lập hòa không bàn thắng. Hiệp 1 các bạn chọn Jordan được chấp nha và đá nhẹ cái xỉu 1. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Jordan và xỉu. Ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn nha.